Xin chào mọi người. Ngày hôm nay Trang có mặt ở đây để thực hiện một thử thách cực kỳ thú vị. Đó chính là 24 giờ chỉ ăn đồ ăn toàn là màu đỏ thôi. Nhưng mà mình nghĩ là vì mình cũng đang bầu bí nữa, với lại mình cũng không thích ăn đồ ăn đóng hộp, đồ ăn nhanh cho lắm. Thế nên thử thách này sẽ hơi khó khăn một chút. Đó là phải nghĩ xem làm thế nào để ăn đồ ăn toàn màu đỏ này mà vẫn ngon này và vẫn đảm bảo cả dinh dưỡng nữa. Buổi sáng ngủ dậy thì mình rất là đói, thế nên là mình không thể nào mà đi mua đồ ăn cho cả ngày được, mà muốn ăn đồ ăn kiểu dinh dưỡng tươi ngon ấy thì phải đầu giờ sáng mới đi mua, đúng không? Thế nên mình quyết định là chuẩn bị bữa tối từ ngày hôm qua. Chuẩn bị bữa sáng từ tối hôm qua. Và sau khi ăn xong bữa sáng này thì mình với các bạn sẽ cùng nhau đi mua hết nguyên liệu cho cả bữa trưa, bữa chiều, bữa phụ. Đấy, cho cả ngày hôm nay luôn nha. Còn bây giờ thì sẽ bắt đầu ăn sáng nhá. Món đầu tiên mình có ở đây đó chính là xôi gấc. Chắc chắn là một món ăn màu đỏ rồi đúng không? Các bạn biết quả gấc đấy, là nó rất đỏ luôn. Ngày xưa thì khi mà mình còn bé thì mình hay bảo là ăn uống dầu gấc rồi ăn những cái món ăn từ gấc, xôi gấc ấy để cho mắt sáng các thứ ấy. Đó. Ôi, rất là ngon. Xôi gấc ngoài tác dụng tốt cho mắt, làm mất sáng tinh anh này, thì còn có một tác dụng nữa là chống ung thư rất là tốt. Thế nên mình sẽ quyết tâm ăn hết đĩa xôi gấc này. Và vì ngày hôm nay sẽ là một ngày mà mình sẽ có thử thách quay, thế nên mình nghĩ đi quay thì sẽ vất vả, thế nên ăn xôi gấc kiểu cho chắc dạ. Rồi sẽ ăn hết đĩa này luôn nhá. Ui, mình bắt đầu cảm thấy hơi no rồi đấy. Cố ăn nốt, không được bỏ thừa đồ ăn. Không biết là răng mình có sôi không. Rồi ok, mình đã vừa ăn xong xôi. Đó, bây giờ mình sẽ chuyển sang ăn một quả táo. Cảm giác thì thực sự thì mình không hay ăn sáng với hoa quả lắm, mà mình hay ăn sáng có rau này, có thịt này, có tinh bột này đó. Nhưng mà vì sáng nay thì mình muốn ăn một cái đồ ăn màu đỏ ấy, đậm chất màu đỏ và no bụng ấy, thế là mình chọn ăn xôi gấc. Thế nên mình phải ăn thêm cái này, nếu không mình sẽ cảm thấy nó cứ bị thiếu, cứ bị khát khát làm sao ấy. Đó, mình sẽ chọn ăn táo. Cũng rất đỏ, rất đẹp đúng không? Kiểu như quả táo cho Bạch Tuyết ấy. Đỏ đẹp, hy vọng sao không ngất. Mình bị thích đồ ngọt đấy các bạn. Nhưng mà sự thật là mình bị tiểu đường thai nghén, thế là mình không được ăn rất nhiều đồ ngọt. Và thực sự thì táo có khá là nhiều đường. Thế nên hôm nay ăn một quả táo như này là xác định luôn, từ giờ hết tuần không ăn quả táo nào nữa. Bây giờ thì mình sẽ dọn cái này đi và chúng mình sẽ đi ra siêu thị để mua đồ ăn cho cả ngày hôm nay luôn nhá. Ok, bây giờ mình đã ở siêu thị, hãy chuẩn bị để shopping một số đồ màu đỏ của mình nhé. Dưa hấu nè. Ê, to bằng bụng mình luôn. Rồi, trong thực đơn của mình có một món cá, để tìm xem có ở đây không. Các bạn đoán xem cá gì có màu đỏ. Trời, hình như không thấy. Buồn vui làm sao. À, kia rồi. Tiến thẳng đến. Ta-da. Đây, trời ơi, nhưng mà miếng nào cũng to, làm sao mà ăn hết nhở. Khay đầu tiên đã là khay nhỏ nhất rồi. Thôi, mình sẽ mua và mang về cho mọi người ăn cùng vậy. Có một món màu đỏ rất là đẹp và cũng rất là bổ dưỡng nữa, mình sẽ chọn luôn. Ui, trái ớt siêu to khổng lồ. Để xem mình sẽ chế biến được món gì với quả ớt này nhá. Mình sẽ chọn một món gì đấy để ăn vặt, kiểu như bim bim đậu phộng các thứ. Nào xem có món gì ở đây. Hạt điều vị trà xanh, hạt điều vị cay. Trông có vẻ đỏ này. Đấy, trông có vẻ đỏ. Xem nào. Hạt điều 92%. Có vẻ ổn đấy. Nhưng mà mình ăn hạt điều khá nhiều rồi, mình sẽ thử một cái khác. Ôi, cái gì sao nhỉ? Trông hấp dẫn đấy. Biết là còn thiếu gì nữa không nhỉ? Có một giỏ đồ tương đối nhiều màu đỏ rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra để quầy thanh toán nhá. Ta-da!
và đây là tất cả những gì mà chúng mình vừa mới đi siêu thị và mua được. Có hai chai nước sốt này nhà mình có sẵn được trước thì bày luôn vào đây vì nó cũng màu đỏ và tí nữa mình cũng ăn luôn. Đó, mình có cá hồi này, có roi này, cà chua, cà rốt, ớt, thanh long, dưa hấu, táo, có cả củ dền. À, nhà mình có sẵn ớt tươi thế nên là mình cũng bỏ vô đây luôn. Mình là một người khá là thích ăn cay, không phải là siêu nhân ăn cay nhưng mà nói chung ăn cay cũng tạm được. Đó, và ngày hôm nay thì mình có một bí mật nhắc nhở cho mọi người, đó là mình đã chuẩn bị, đây, chuẩn bị cái hộp bí mật này. Trong này là một món ăn cho bữa chính luôn, rất là ngon, mình nghĩ là hầu hết mọi người đều thích cái món ăn này. Miêu tả nhá, nó màu đỏ, đương nhiên rồi vì chủ đề hôm nay màu đỏ. Nó có 1, 2, 3, nó có rất nhiều chân. Nhưng mà không phải là con nhện đâu nhá. Mọi người có đoán được nó là cái gì không? Nếu mà tò mò thì hãy cùng Trang xem hết video ngày hôm nay để biết xem đây là món gì nha. Mình sẽ bật đi món này vào bữa tối nhé. Rồi, sau khi mà mình đưa hết được đồ ăn ra bếp rồi sơ chế các thứ xong thì cũng đã là 10:30 rồi và bây giờ thì đã cảm thấy đói rồi. Trời ơi, ăn hết một đĩa sôi buổi sáng mà đã đói rồi. Thôi mọi người thông cảm bầu bí mà, ăn cho hai người. Thì đây là bữa phụ bữa sáng của mình. Mình sẽ có một cốc sữa bầu. Đó, và mình đã cho dưa hấu vào rồi, thành ra nó có màu đỏ thế này. Đó, đúng luật đúng không? Và có dưa hấu để ăn nữa. Rồi bây giờ uống cốc sữa này đã. Rồi, mời sóc uống sữa. Mình không phải là fan của sữa lắm, nhưng mà bạn sóc nhà mình có vẻ rất là thích. Mình phát hiện là cho dưa hấu vào đấy ngon phết các bạn ạ. Từ giờ có lẽ là mỗi lần uống sữa mình sẽ thử cho một loại hoa quả gì đấy xem sao. Nhà mình có máy xay sinh tố, bình thường mọi người có thể xay sinh tố này đúng không? Nhưng mà mình thì sẽ hay chọn ăn theo kiểu là ăn sơ như này hơn. Bởi vì là mình bị tiểu đường ấy, hấp thụ đường sẽ rất là nhanh. Thế nên nếu mà mình cứ kiểu uống nước ép cam này rồi sinh tố xay các thứ ấy là kiểu đường nó hấp thụ vào người ào ạt ào ạt luôn ấy. Đó, ăn như thế này thì sẽ hạn chế hơn rất là nhiều này. Vậy là đã xong bữa phụ buổi sáng với hai món màu đỏ và đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả bà bầu và cho bất kỳ ai. Mình nghĩ là ai cũng có thể ăn theo công thức này luôn. Bây giờ thì cũng đã khá muộn rồi, phải đi làm thôi, không mình đang có một đống email cần trả lời ấy. Hẹn gặp lại các bạn vào bữa trưa nha. Ok, mình vừa mới làm việc xong. Cái cửa. Bây giờ đã là 12 giờ rồi, mình sẽ ra để chuẩn bị cho bữa trưa nhé. Lại là một bữa trưa toàn màu đỏ. Ta-da! Sau rất nhiều thời gian đổ mồ hôi nước mắt ở trong bếp thì chúng mình đã có nguyên liệu như thế này. À, đây chính xác là cho bữa trưa chứ không phải là nguyên liệu nữa. Rồi, cho sốt vào. Hấp dẫn đấy. Mình đảm bảo với các bạn ăn như thế này cực kỳ nhẹ bụng, không cảm thấy nặng nề gì cả mà đầy đủ dưỡng chất luôn. Rồi, đấy, vẫn đẹp đúng không? Sau khi trộn ra vẫn đẹp kiểu. Rồi, theo các bạn thì trong ba cái món này thì mình sẽ ăn món nào trước? Đố các bạn đấy, cái này trước, cái này trước, cái này trước. Nào mọi người thử đoán xem mình sẽ bắt đầu với cái gì nào. Chính xác thì mình sẽ bắt đầu với món salad này trước. Đó. Ôi, không có mùi gì lắm. Rồi, uống ngụm nước đã. Mình hay uống một ít nước như thế này, mà cụ thể là nước ấm trước khi mà mình ăn cơm sẽ rất là tốt cho hệ tiêu hóa. Uống trước bữa ăn được vài phút thì càng tốt. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu ăn salad nào. La 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 la, salad. Ngon quá. Không những chỉ đẹp nhá, còn rất ngon luôn. Các bạn có thể thử làm món này tại nhà, siêu nhanh và siêu ngon. À đấy, phải kể cho mọi người, ở đây có món củ dền ấy. Cái củ này thì mình đi ăn thỉnh thoảng cũng thấy có, nhưng mà không biết đây là cái củ gì cả. Và khi mà như thế nào nhỉ, ra chợ nhìn thấy cái củ này trông nó đỏ đỏ, xong trông nó hơi giống củ khoai lang tím ấy. Mình cũng nghĩ nó là một cái phiên bản khác của khoai lang tím, nhưng mà hóa ra không phải, nó là củ dền. Thì lúc đấy mình cũng không biết củ dền nó chính là cái kiểu củ khi mà cắt ra cái này ấy. Đấy. Và cho đến tận khi mình bắt đầu quan tâm nhiều hơn về đồ ăn và sức khỏe thì các bạn biết không, tìm hiểu về củ dền ấy thì đây cũng là một loại củ phải gọi là siêu tốt luôn, xứng đáng là kiểu ứng cử viên số 1 cho những ai mà quan tâm tới đồ ăn và sức khỏe ấy.
Rồi, tiếp tục câu chuyện về củ dền. Thì nhá, cái củ dền này ấy, nó có rất là nhiều sắt, nó chứa rất là nhiều sắt. Thế nên mà ai mà kiểu bị thiếu máu ấy, thiếu sắt ấy, ăn củ này rất là tốt. Với những người mang thai thì củ này còn có chứa một lượng acid folic cực kỳ nhiều nữa, nên là sẽ giúp cho mình phòng chống kiểu dị tật thai nhi của em bé trong giai đoạn đầu ấy. Thế nên kiểu mình rất là tích cực ăn cái củ này luôn. Mà cái đĩa salad này to, nước ăn bao giờ mới hết luôn. Các bạn thấy ồn đúng không? Bởi vì nhà mình đang sửa điện, đang có các anh thợ điện ở phía sau lưng cái tủ lạnh này này. Ôi no quá, mới bắt đầu bữa trưa mà đã cảm thấy hơi no rồi. Mình sẽ chuyển sang món thứ hai luôn, đó là món chính ngày hôm nay. Đây chính là món cá hồi. Chắc từ giờ mỗi ngày phải luộc một cốc nước củ dền để uống. Cá hồi này thì có rất nhiều DHA nè, tốt cho sự phát triển trí não của bé. Đấy, và mọi người đều biết ăn cá thì tốt mà đúng không? Thế nên là mỗi tuần hãy cố gắng dành thời gian để ăn cá nhá. Thực ra lúc mà nghĩ đến đồ ăn màu đỏ ấy, mình nghĩ ngay đến cá hồi. Và lúc nghĩ ngay đến cá hồi, mình đã nghĩ đến món sashimi, sushi các bạn ạ. Trời ơi, thèm chết mất. Nhưng mà vì giai đoạn này không được ăn đồ sống, thế nên mình ăn cá hồi rán. Chứ bạn nào mà kiểu là fan của đồ sống ấy, kiểu như là sashimi các thứ ấy, thì hoàn toàn sẽ có thể lựa chọn được món này trong danh sách đồ ăn màu đỏ của mình luôn đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm để có thể kết thúc bữa trưa ngày hôm nay. Mình có một chén cơm gạo lứt như thế này. Đó. Thông thường thì mình sẽ ăn cơm gạo lứt với lại muối mè. Nhưng hôm nay nhà vừa hết muối mè xong, nên là mình sẽ ăn cơm gạo lứt với lại muối bột canh. Nghe không liên quan lòng đúng không? Nhưng ăn cho nó đậm đậm nên cho dễ ăn ấy. Cái này thì phải nhai rất là kỹ nha, nếu không sẽ bị đau dạ dày đấy. Vậy là mình đã hoàn thành xong bữa trưa của mình. Lịch chiều nay của mình sẽ là đi ra ngoài gặp bạn bè đối tác. Đó, thì mình sẽ có lịch làm việc ở ngoài quán cà phê. Sáng nay thì mình làm việc tại nhà rồi này, chiều thì mình sẽ làm việc tại quán cà phê. Rất là đang thắc mắc là nếu mà mình ra quán cà phê thì làm thế nào để mình thực hiện thử thách ăn đồ màu đỏ đúng không? Nếu mà tò mò thì hãy đi theo mình nhá, mình sẽ chỉ cho các bạn luôn thôi. Mình đang ngồi đợi bạn mình ở sảnh để chờ bạn ấy xuống, bọn mình sẽ ra quán cà phê bên cạnh làm việc. Bây giờ đã là 3:30 và mình đã cảm thấy hơi đói rồi, nên mình bắt đầu phải bỏ đồ ăn vặt buổi chiều ra để ăn. Các bạn biết đấy, bà bầu mà đói rất là nhanh. Thì hôm nay bữa chiều của mình có hạt maca vị tteokbokki. Bên cạnh đó thì mình cũng có mang theo cả hoa quả, quả roi nữa. Đỏ đúng không? Đỏ đúng không? Cái này cũng đỏ nè. Đó, đảm bảo tiêu chí là đồ ăn màu đỏ nha. Ngon quá. Ngon như viên đầu tiên vậy. Hạt maca thì mọi người đều biết đúng không? Bầu bí thì mọi người rất là khuyên nên ăn các loại hạt này, uống các loại sữa hạt này. Nên là mình hay ăn hạt hạnh nhân, hạt maca, hạt óc chó, hạt điều. Thế nên hôm nay siêu thị thấy cái gói một cái là phải chọn ngay ấy. Không ngờ nó ngon như vậy. Trời ơi, lại chúa ngon quá, thích quá. Mình sẽ cho cái gói này vào trong danh sách những món nó yêu thích. Nói chung là rất ngon. Nhưng mà mình đang bắt đầu cảm thấy cay dần. Ôi, may quá, có cái này để chữa cháy. Như các bạn đã thấy là trời đã tối rồi đúng không? Trời bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ là 8 giờ, hơn 8 giờ rồi. Mình đi cà phê về khá là muộn. Bởi vì hôm nay ấy, lý do là vì chồng mình thì đi công tác là một. Thứ hai là mình có một cái ngày thử thách là ăn đồ ăn màu đỏ. Thế nên là mình đã có sẵn hết cái sự chuẩn bị cho một ngày rồi. Nên là mình biết là tối mình không cần phải làm bữa tối phức tạp ấy. Bữa tối sẽ cực kỳ đơn giản. Thế nên mình được phép đi cà phê về muộn. Rồi phía xa xa kia dòng người vẫn đó, các bạn thấy không? Cái chỗ đèn vàng vàng ấy vẫn đang hơi tắc một chút xíu thì phải. Rồi nhưng rất là may mình đã thoát mà đã về đến nhà. À, các bạn có tò mò không? Bởi vì bữa tối sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi của mình sáng nay ấy, câu đố là trong cái hộp thì có món ăn gì. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào để chuẩn bị bữa tối nhanh gọn nhẹ và sẽ cho mọi người xem cái món ăn đấy là gì nhá. Và đây chính là bữa tối của mình.
kiểu siêu đơn giản luôn ấy. Bình thường bữa tối thì mình không ăn tinh bột, thế nên là không có cơm, không có bánh mì hay là mì cháo gì cả đó. Thì sẽ có một món liên quan đến rau, một món liên quan tới đạm đó. Còn trong cái hộp này, ta-da! Mọi người đã đoán được đây là cái gì chưa? Mình có ý nhá, cái này có rất nhiều canxi. Rồi thứ hai, mọi người đều rất thích cái món này. Và thứ ba, đấy đến đấy chắc là đoán được rồi đấy. Đến thứ ba là chúng mình sẽ cần kìm. Đấy, cần cái này này để ăn được cái món này. Chắc chắn là mọi người đã có câu trả lời rồi đúng không? Thôi, mình sẽ khui hộp này ra luôn. Cái này là mình đã phải chuẩn bị trước rồi, chứ không phải là đến bây giờ mới chuẩn bị nha. Hẳn một em cua luôn. Nào, cho em cua ra đĩa. Đây. Rồi, đây chính là cái món ăn mà nhiều canxi, nhiều đạm, phục vụ cho bữa tối của mình ngày hôm nay. Chắc chắn là ai cũng biết là cua là ứng cử viên số 1, gọi là danh giá nhất cho việc là bổ sung canxi rồi đúng không? Đấy. Và còn rất là dễ ăn nữa chứ. Ok, mình nghĩ là chỉ cần hấp lên, sau đó thì chấm muối chanh thôi là ngon hết sảy luôn. Rồi, bây giờ sẽ bắt đầu với món rau. Thực sự là một thử thách khó khăn, không biết là mình sẽ giải quyết cái món ớt này như thế nào đây. Mình trước giờ ăn cái này sống các bạn ạ. Thử xem nào. Nó có mùi hăng hăng, nhưng mà nói chung chắc là ăn được đấy. Nó rất là kỳ luôn á. Nó không cay nhưng mà nó hăng. Nó cũng ngọt ngọt nữa. Mình nghĩ là ăn được. Nó giống như kiểu mình ăn mấy cái quả quả xong thì chấm muối tiêu ăn ấy. Nhưng mà nói chung là không ngon. Xin lỗi nhưng mà món này chắc mình không ăn được đâu. Ôi, đây là một con ghẹ trứng các bạn ạ. Mình nói nhầm, hãy sợ mình có nói con cua chứ, đây là con ghẹ. Đây là con ghẹ trứng, các bạn nhìn thấy không? Không biết có nhìn rõ không nữa. À, lúc đầu còn định đố các bạn đây là con cua đực cua cái. Nhưng mà mở ra như thế này, nhìn thấy có trứng là mọi người biết luôn rồi ha. Là nhầm con ghẹ. Ngon quá đi. Trời ơi, thật là hài lòng cái món này. Ta-da, và cuối cùng các bạn nhìn thấy là mình vẫn còn có một quả thanh long ở đây đúng không? Chính xác là mình có hai quả thanh long, mình mua tận hai quả liền. Đó, thì quả thanh long này có màu đỏ này, đảm bảo tiêu chí đồ ăn màu đỏ này. Và nó còn rất là tốt nữa. Thì bây giờ mình ăn tối xong rồi, nhưng mà mình sẽ bổ thanh long luôn. Để sau đó mình dọn dẹp bát đĩa thứ luôn một thể ấy. Đó, vì sao? Vì đến tầm 9-10 giờ ấy, thì mình sẽ siêu siêu đói bụng. Lúc đấy thì mình sẽ rất là cần ăn một cái gì đó. Đó, quả thanh long này còn có ruột đỏ nè. Rồi, thì thanh long ăn vừa mát mà còn rất tốt cho những người bị bệnh tiểu đường nữa. Vì nó sẽ kiểm soát được đó, lượng đường. Rồi, bây giờ mình sẽ bổ quả thanh long này ra để sẵn ở đây. Tối tầm 9 giờ, 10 giờ mình sẽ ăn. Ăn xong thì bắt đầu mới có thể đánh răng đi ngủ được. Chứ không thì đêm mình sẽ không thể nào mà ngủ nổi ấy. Rồi, đương nhiên là thanh long là quả đỏ mà nó còn rất là tốt cho mắt này, tốt cho hệ tiêu hóa này, và còn chống cả lão hóa nữa. Nghe đâu đó là còn giúp mình điều trị cả về mụn trứng cá, nói chung là vô vàn nhiều tác dụng luôn. Đấy, Việt Nam chúng mình có quả này thật là thích đúng không? Bởi vì không phải nước nào cũng có thanh long đâu nha. Vậy là Trang đã hoàn thành thử thách 24 giờ ăn đồ ăn màu đỏ. Các bạn thấy như thế nào nhỉ? 10 món, hình như là 10 món đúng không? Mình ăn ngày hôm nay không quá khó để kiếm đúng không? Và cũng rất là dễ để chế biến nữa. Mà ăn lại còn ngon và bổ đấy chứ. Hy vọng là video này đã cho các bạn một vài gợi ý nếu các bạn đang muốn tìm một vài đồ ăn màu đỏ. Và đặc biệt là các mẹ bầu, các mẹ đừng nghĩ rằng là cứ bầu bí là phải kiêng khem, rồi phải tránh cái này tránh cái kia nha. Đồ ăn màu đỏ cũng rất tốt cho bà bầu luôn đấy.
Rồi, hy vọng là các bạn đã thích video này. Và các bạn thích món ăn nào nhất trong những món Trang ăn ngày hôm nay nhỉ? Có thể bình luận phía bên dưới cho Trang biết nhé. Mình cũng sẽ sớm quay lại với một video khác, chắc là với một cái thử thách với đồ ăn màu khác. Các bạn đang tò mò về đồ ăn màu gì thì cũng cứ để lại bình luận phía bên dưới nha. Trang sẽ sớm thực hiện thử thách đó thôi. Còn bây giờ thì tạm biệt và chúc ngủ ngon. Bye bye.